Quý vị và các bạn thân mến, là một trong những nhân vật được giới sử gia nhận định rằng tốn xế mực nhất trong việc luận công và tội, Tưởng Giới Thạch đã và sẽ là cái tên còn được nhắc tới nhiều trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Hoa. Trong một số tư liệu mới được công bố gần đây, nhiều học giả đã tiết lộ những bí mật được coi là động trời về con người này. Trong đó có việc Tưởng Giới Thạch đã từng cầu hôn Tống Khánh Linh và về việc Tưởng đã đi tìm gái đẹp ngay sau khi bị vợ bỏ đói. Nhắc đến Tống Gia Thụ hẳn là ít người biết đến, nhưng nhắc đến 6 người con của ông thì lại không ai thấy lạ lẫm. Mỗi người con của ông đều là bậc kỳ tài ở thế kỷ 20. Họ đều có một sức mạnh có thể hô mưa gọi gió. Con gái trưởng Tống Ái Linh sau này kết hôn với Lỗ Tường Hy, một người nắm giữ tài chính của chính phủ Quốc dân đảng của Trung Quốc. Người này rất giỏi về quản lý tài sản và là một bậc phú hào. Con gái thứ hai là Tống Khánh Linh, kết hôn với quốc phụ Tôn Trung Sơn và trở thành bậc quốc mẫu. Con gái thứ ba là Tống Mỹ Linh, kết hôn với Tưởng Giới Thạch, quyền thế hiển hách giúp chồng khai sáng đất nước mới. Con trai trưởng là Tống Tử Văn, từng làm cựu Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao và Viện trưởng Hành chính Trung Hoa Dân Quốc. Con trai thứ hai là Tống Tử Lương, từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc và Trưởng phòng Tài chính tỉnh Quảng Đông. Con trai thứ ba là Tống Tử An, từng làm Chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Hồng Kông. Ông nắm giữ một vị trí then chốt trong chính trị, kinh tế và ngoại giao. Tống Gia Thụ là một nhà công nghiệp lớn có tài chính hùng hậu. Phần lớn tài sản của ông đều dùng cho việc giúp đỡ cách mạng của Tôn Trung Sơn. Nguồn lực tài chính của ông trở thành trụ cột cho cách mạng thành công. Tôn Trung Sơn là một nhà cách mạng vĩ đại của Trung Hoa. Ông theo quan điểm triết học duy vật để chỉ đạo cách mạng dân chủ của giai cấp tư sản, lật đổ chế độ phong kiến. Ông thành lập Hưng Trung Hội với tôn chỉ đánh đổ phong kiến Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa. Sau này ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân Quốc tại Nam Kinh. Tống Khánh Linh là phu nhân của Tôn Trung Sơn. Sau khi Cộng sản toàn thắng trên Trung Hoa lục địa năm 1949, bà ở lại Trung Quốc và trở thành Phó Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Câu chuyện tình yêu của hai người nhân vật kiệt xuất Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh vô cùng lãng mạn và đầy trắc trở. Mối tình này cũng khiến dư luận ngỡ ngàng bởi món quà cưới độc nhất vô nhị mà Tôn Trung Sơn trao tặng người đàn bà của đời ông. Trong lễ cưới long trọng và ấm áp diễn ra vào tháng 10 năm 1915, tân lang khiến tất cả mọi người có mặt bất ngờ vì món quà cưới khô khan mà ông trao cho tân nương. Đó không phải là chiếc nhẫn cưới xa hoa mà là một khẩu súng ngắn kèm theo 20 viên đạn. Không biết sự thật đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng sử sách ghi lại rằng khi trao món quà cưới đặc biệt cho Tống Khánh Linh, Tôn Trung Sơn đã nói: "Trong số 20 viên đạn này, 19 viên dành cho kẻ địch, viên cuối cùng hãy dành cho chính mình." Món quà này của ông khiến dư luận thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi. Người thì cho rằng hành động này không hề thích hợp với một lễ cưới. Một số khác lại đồng tình vì họ tin rằng ông muốn nhắc vợ, dù hạnh phúc với cuộc hôn nhân trong mơ thì cả hai vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân. Nhưng ai từng phản đối món quà của Tôn Trung Sơn trao cho Tống Khánh Linh có lẽ sẽ thay đổi thái độ khi thấu hiểu tình yêu của hai con người vĩ đại này. Một tình yêu lớn vượt lên trên cả tình cảm lứa đôi, đó chính là tình yêu đất nước. Đặt trong bối cảnh của cuộc cách mạng đấu tranh vì đất nước đang ngày càng lan rộng, chắc chắn món quà cưới đặc biệt của Tôn Trung Sơn đã trở thành biểu tượng của tình yêu cao đẹp, vĩ đại và chất chứa bao yêu thương. Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh sinh ra và lớn lên vào thời điểm xã hội phong kiến Trung Quốc thối nát đến suy tàn. Với tinh thần vì nước vì dân, Tôn Trung Sơn tham gia cách mạng. Trong khi đó, mặc dù là nữ nhi, Tống Khánh Linh cũng sớm đi theo con đường cách mạng đầy chông gai. Trong quá trình hoạt động, hai con người đặc biệt gặp nhau và tình yêu nảy nở. Tuy nhiên, cuộc tình gặp muôn vàn khó khăn ngay từ còn khi trứng nước. Gia đình Tống Khánh Linh kịch liệt phản đối vì Tôn Trung Sơn hơn Tống Khánh Linh 27 tuổi, đã có một đời vợ và ba đứa con. Không chỉ vậy, Tôn Trung Sơn còn là bạn của bố Tống Khánh Linh. Họ Tống quyết liệt chia lìa đôi trẻ tới mức giam lỏng bà và tìm vị hôn phu mới để chấm dứt chuyện tình ngang trái. Nhưng với tình yêu mãnh liệt, bà đã trốn sang Nhật Bản tìm gặp người tình. Hai người chính thức thành vợ thành chồng ở đất nước mặt trời mọc. Cần phải nói rằng ở xã hội phong kiến, một cô gái thường dân bỏ nhà theo trai cũng đủ sức gây ra sự kiện kinh thiên động địa. Vậy mà Tống Khánh Linh, một tiểu thư khuê các, không dưới một lần phá vòng vây của gia đình để tìm đến với người đàn ông sắp xỉ tuổi cha mình. Thế mới thấy tình cảm mà bà dành cho Tôn Trung Sơn lớn đến nhường nào.
Nhiều người luôn tự hỏi vì sao cách nhau tới 27 năm mà Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh có thể yêu nhau đến vậy. Điều này có thể trả lời qua nhận xét mà người đời dành cho ba chị em họ Tống. Cô cả yêu tiền, cô hai yêu nước, cô ba yêu quyền lực. Mưu đồ của Tử Giới Thạch. Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời vào năm 1925, Quốc dân đảng Trung Quốc chia thành nhiều phe phái, có thể nói cục diện thống nhất như hồi Tôn Thủ tướng còn sống đã không còn. Lúc đó hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố Tưởng Giới Thạch được xem như một ngôi sao mới nổi trong đảng. Sau khi thủ trưởng Tôn Trung Sơn qua đời, Tưởng Giới Thạch trở thành lãnh đạo hàng đầu của trường quân sự Hoàng Phố. Vì vậy những học viên trong trường chỉ biết có hiệu trưởng Tưởng chứ không biết tới thủ trưởng Tôn. Tuy nhiên Tưởng Giới Thạch không phải là đại nguyên lão Quốc dân đảng, cũng không phải là người nắm chắc tình hình trong đảng hay có công lao gì to tát, chỉ là trong những lần gặp gỡ với Tổng thống, tranh thủ lừa gạt lòng tin của Tôn Trung Sơn để có được chút vốn chính trị. Tưởng Giới Thạch hiểu rõ cần thiết phải có biện pháp hiệu quả để xây dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình. Tưởng Giới Thạch chợt nghĩ tới người phụ nữ vừa mất chồng Tống Khánh Linh. Nếu như có thể kết hôn với Quốc mẫu, thì đồng nghĩa với việc tự nhận trở thành người kế thừa hợp pháp của Tôn Trung Sơn trong đảng, là người giám hộ trung thành nhất của chủ nghĩa tam dân, không ai dám nghi ngờ về tính hợp pháp này nữa. Hơn nữa, nếu như trở thành rể của gia đình họ Tôn, có thế lực tài chính mạnh mẽ, sẽ làm tăng trọng lượng của Tưởng Giới Thạch trong đảng cũng như trong quân đội, cũng đồng nghĩa với việc độc lập thừa kế những di sản mà Tôn Trung Sơn để lại. Không những thế, nếu có được sự ủng hộ của Tống Khánh Linh thì Tưởng Giới Thạch sẽ có được cầu nối với thế giới phương Tây và sự chủ động trong ngoại giao. Tưởng Giới Thạch cho rằng thiên tài quân sự Pháp Napoleon từng từ bỏ mối tình đầu của mình để kết hôn với bà quả phụ đã có mấy đứa con như Joseph Fay, bởi vì Joseph có rất nhiều mối quan hệ tại Paris và có thể có tác dụng hỗ trợ đối với việc lên ngôi của ông. Vì có tư tưởng như vậy nên Tưởng Giới Thạch đã rất hy vọng có thể kết hôn với Quốc mẫu Tống Khánh Linh. Nhưng đây không phải là điều đơn giản chút nào, bởi dù sao Tống Khánh Linh cũng là Quốc mẫu, người chồng quá cố của bà lại là người được nhân dân tin yêu. Nếu như chuyện này không thành công thì sẽ để lại những hậu họa khôn lường. Vì vậy Tưởng Giới Thạch đã tìm tới Trương Tĩnh Giang. Xuất thân trong một gia đình quan lại cuối triều nhà Thanh, Trương Tĩnh Giang sớm đi theo Tôn Trung Sơn gia nhập Đồng Minh Hội, cung cấp kinh phí cách mạng cho Tôn Trung Sơn. Năm 1918, sau khi thảo phạt Viên Thế Khải thất bại, Trương Tĩnh Thanh tới Tokyo và Paris ủng hộ Tôn Trung Sơn cải tổ Quốc dân đảng thành Trung Hoa Cách mạng đảng và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, chuyên phụ trách kinh phí cách mạng, từng được Tôn Trung Sơn gọi là kỳ nhân. Sau khi Viên Thế Khải qua đời, ông trở về nước mở sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và quan hệ mật thiết với Tưởng Giới Thạch. Ông còn là người giám sát tuyên thề khi Tưởng Giới Thạch gia nhập Trung Hoa Cách mạng đảng. Năm 1925, Trương Tĩnh Giang được bổ nhiệm làm Ủy viên Chính phủ Quốc dân đảng Quảng Châu, là đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc Quốc dân đảng lần thứ nhất và được bầu làm Ủy viên chấp hành Trung ương đảng. Tại đại hội lần thứ hai, Trương Tĩnh Giang được bầu làm Ủy viên giám sát Trung ương, từng được mệnh danh là một trong tứ đại nguyên soái của Quốc dân đảng. Tôn Trung Sơn mất, Trương Tĩnh Giang lại một mực ủng hộ các hoạt động phản cộng sản của Tưởng Giới Thạch. Sau khi Tưởng Giới Thạch cướp được chính quyền cách mạng Quảng Đông, Trương Tĩnh Giang được mời từ Thượng Hải tới Quảng Đông làm chủ tịch Hội nghị Chính trị Trung ương Quốc dân đảng. Năm 1928, Trương Tĩnh Giang làm chủ tịch tỉnh Chiết Giang. Trương Tĩnh Giang là anh em tốt của Tưởng Giới Thạch. Có thể nói thế lực của Tưởng Giới Thạch phát triển nhanh chóng là nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Trương Tĩnh Giang. Tưởng Giới Thạch không thể tìm được ai phù hợp hơn Trương Tĩnh Giang, một người vừa có địa vị cao trong đảng, vừa có quan hệ tốt với Tôn Trung Sơn lại hết lòng ủng hộ mình. Vì vậy Tưởng Giới Thạch đã không ngần ngại bày tỏ toan tính của mình với Trương Tĩnh Giang và nhờ Trương Tĩnh Giang mai mối. Sau đó Trương Tĩnh Giang đã chọn thời điểm thích hợp nhất để nói với Tống Khánh Linh về ý định cầu hôn bà của Tưởng Giới Thạch. Tống Khánh Linh nghe xong lập tức từ chối, bà đã nhìn thấy được dã tâm của Tưởng Giới Thạch qua một loạt những hành động mà y làm kể từ khi Tôn Trung Sơn qua đời. Hơn nữa, tư tưởng của bà và Tưởng Giới Thạch hoàn toàn khác nhau. Bà hoàn toàn biết Tưởng Giới Thạch nghĩ gì và sẽ được lợi gì từ mình. Vì vậy, Tống Khánh Linh đã thẳng thắn nói với Trương Tĩnh Giang những suy nghĩ của mình, khiến Trương Tĩnh Giang cũng cảm thấy xấu hổ mà mau chóng rút lui. Tống Khánh Linh đã kể lại câu chuyện này với phóng viên người Mỹ trong một cuộc họp báo. Phóng viên này đã viết lại rằng, sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, Tưởng Giới Thạch đã nhờ một người Trung Quốc nào đó đánh tiếng cầu hôn Tống Khánh Linh, nhưng bà cho rằng việc này mang tính chất chính trị chứ không phải là tình yêu nên đã từ chối. Một người Trung Quốc nào đó chính là Trương Tĩnh Giang. Sau này Tưởng Giới Thạch lại quyết tâm theo đuổi Tống Mỹ Linh, em gái Tống Khánh Linh.
Tháng 12 năm 1927, Tống Mỹ Linh kết hôn với Tưởng Giới Thạch, nhưng cuộc hôn nhân này luôn vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. Bị vợ bỏ đói, lập tức đi tìm gái đẹp. Trong cuốn nhật ký được xuất bản gần đây tại Đài Loan đã tiết lộ một thông tin gây sốc về cuộc sống vợ chồng của Tưởng, cũng như nguyên nhân khiến Tưởng thích tìm của lạ kể từ sau khi kết hôn với Tống Mỹ Linh. Theo cuốn nhật ký này, cuộc hôn nhân của Tưởng và Tống Mỹ Linh không chỉ có mục đích chính trị, mà thực sự hai người cũng có tình cảm với nhau. Cuốn nhật ký của Tưởng ghi rõ, trong những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, quan hệ vợ chồng giữa hai người khá tình cảm. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc Tưởng đã làm phép tính trung bình về những lần gần gũi vợ hàng tháng và kết luận rằng Mỹ Linh làm cho ta chết đi sống lại nhiều lần. Tuy nhiên là một người hám gái, mặc dù vợ phục vụ khá nhiệt tình, thỉnh thoảng Tưởng lại ngựa quen đường cũ để ong bướm bên ngoài. Có những lần do đi công tác xa vợ, Tưởng còn hay lui tới các kỹ viện, nơi mà thời trai trẻ y cũng đã trở nên quen mặt. Cũng trong cuốn nhật ký của mình, Tưởng từng viết: ta có thú hám gái, đã từng nhiều lần đến kỹ viện để được các em phục vụ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng bệnh tật ập đến bất kỳ lúc nào. Nhận thức được rằng chồng là kẻ trăm hoa, nên khi biết Tưởng vẫn hay lui tới kỹ viện, Tống Mỹ Linh cũng thấy ghê rợn. Sau này trong những lần gần gũi, bà Tống vẫn thường làm cho xong chuyện, mà theo Tưởng miêu tả thì đó là sự giày vò. Dường như cảm thấy sợ lây nhiễm bệnh tật từ những cô gái đến từ Lầu Xanh, mặc dù không nói ra, nhưng Tống Mỹ Linh vẫn có sự dè chừng trong quan hệ với chồng. Đỉnh điểm của sự rạn nứt trong mối quan hệ này là từ khi Tống Mỹ Linh đến ở nhà chị cả, do một vài lý do, vì thế bà cũng tuyệt giao việc dừng chiếu với Tưởng. Là một người đàn ông sung sức, việc bị vợ bỏ đói đối với Tưởng dường như vượt quá sức chịu đựng. Tuy nhiên không cam chịu thực tế, Tưởng lại bắt đầu cuộc hành trình săn gái đẹp của mình, và một trong những cô gái đẹp xuất hiện sau này đó là Triền Dĩnh. Trong một lần tình cờ tham dự một bữa tiệc của người bạn, Tưởng đã gặp Trần Dĩnh, một du học sinh từ Mỹ mới trở về. Vẻ đẹp rực lửa cùng với sức trẻ của Trần Dĩnh khiến cả buổi tiệc hôm đó, Tưởng như gã trai lần đầu biết yêu khi cả buổi chỉ nhúng ngón tay vào cốc nước trà và viết đi viết lại trên mặt bàn hai chữ Trần Dĩnh. Không lâu sau buổi tiệc đó, Trần Dĩnh đã trở thành người tình của Tưởng. Tưởng chừng như việc vụng trộm này không ai biết, nhưng với một người thông minh như Tống Mỹ Linh thì việc rình bắt tình nhân của chồng dường như là sở trường. Sau nhiều lần cãi vã với bà Tống, vì không nỡ từ bỏ người tình quá hấp dẫn của mình mà Tưởng đã vài lần đề nghị ly hôn. Thấy được tình hình đã trở nên nghiêm trọng, một ngày đẹp trời Tống Mỹ Linh đã đến tận nhà của Trần Dĩnh với một cọc tiền và một tấm hộ chiếu đi Mỹ. Không biết bà Tống đã ngon ngọt hay đe dọa gì mà chỉ ngày hôm sau Trần Dĩnh đã ngoan ngoãn đáp máy bay sang Mỹ mà không một lời từ biệt với Tưởng. Chính vì việc làm này của Trần Dĩnh mà Tống Mỹ Linh cứu được cuộc hôn nhân trên bờ vực tan rã với Tưởng. Sau này, quan hệ vợ chồng giữa Tưởng và bà Tống cũng đôi phần được cải thiện. Tống Mỹ Linh cũng biết quan tâm chăm sóc cho chồng hơn vì sợ rằng sẽ lại xuất hiện thêm một Trần Dĩnh thứ hai. Tuy nhiên, dù cho bà Tống có dở nhiều chiêu bài đỉnh cao để giữ chồng như thế nào, thì sau này Tưởng vẫn ngựa quen đường cũ khi thỉnh thoảng đổi gió với các cô gái trẻ đẹp hơn vợ. Tưởng Giới Thạch là một quân nhân, một chính khách, nhưng lối sống giản dị, nghiêm khắc, lễ nghĩa của ông rất gần với một nhà nho. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc chìm trong khói lửa tang thương của các cuộc vận động chính trị, đặc biệt là đại cách mạng văn hóa. Nhà cầm quyền đã ra lệnh hủy diệt nhiều di sản văn hóa, đã đảo xới, phá hủy tận gốc rễ tinh thần văn hóa thần truyền 5.000 năm. Từ đó cũng phá hoại đạo đức dân tộc và vắt kiệt kinh tế của quốc gia. Thưa quý vị, chỉ cách đó một eo biển, Đài Loan dưới sự dẫn dắt của Tưởng Giới Thạch lại tiến hành phong trào phục hưng văn hóa Trung Hoa. Ông đã gìn giữ chữ viết truyền thống, coi trọng lịch sử và giáo dục lễ nghĩa và liêm sỉ. Nhờ đó, Đài Loan trở thành một quốc gia trù phú, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm văn hóa truyền thống Á Đông. Năm 1927, khi kết hôn với Tống Mỹ Linh, Tưởng Giới Thạch đã từ bỏ đạo Phật để theo đạo Cơ Đốc của phương Tây. Khi mất vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đám tang của cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc vẫn được diễn ra bằng những nghi lễ truyền thống, nhưng quy mô và cấp độ quả là có 102.